tồn các bạn nha. Hôm nay mình đi đi sinh tồn nữa các bạn. Sớm giờ mình đổi nhiều quá, mình bắt tùm lum nhưng mà không có gì cho các bạn ơi. À, cua không? Quê các bạn có cái cầu khỉ với mình không? Chào các bạn nha. Rồi sáng giờ mình đi sinh tồn các bạn ơi. Nhưng mà mình không bắt được con gì chứ, chán quá. Dưới đây không có cá, không có mắm chứ. Mình về tới đây cho các bạn. Mình gặp cái nhà quan đây. Cái nhà cũng yên quá mà không có ai ở. Có người ở mà giờ ta đi công việc các bạn ơi. Nhà ở đây rất là vắng luôn. Nhà đây. Không ai ở chứ các bạn. Người ta đi chuyển hết trơn, đây cũng có đồ nấu cơm ăn các bạn. Giờ người ta đi công việc hết này. Ở đây người ta nghèo, người ta vào đây đỡ các bạn. Đây, nhà cửa nè các bạn. Người ta nghèo, người ta mới vào đây đỡ nha. Rất mùng tơi luôn. Nhà chỉ có mùng với cái đó, cái mùng với cái lối với cái mền thôi, chắn chê đó. Rồi xong chỗ này chủ nhật rồi ra đây ngồi nhậu đồ này kia rồi chơi bời là quá ngon luôn, mà rất thơm mát luôn nha. Nè, đây mít nè các bạn, em quay cho bạn xem mấy cái mít nha. Thì dài kia cũng có mấy cái mít to to trái bự bự không các bạn. Này các bạn, à, thấy cái mít không, trời bá luôn. Mít đã già rồi, đây mát lắm. Này mày rảnh rỗi ra đây ăn nhậu là hơi bị ngon luôn. Này bạn, lúa phì phì luôn, cây xanh mát rượi luôn. Đây. Ở đây thì cái kinh nhỏ các bạn, kinh sườn để tập ôm nước nha. Sớm giờ mà đi nhiều lắm bạn. Đây gần đó thì các bạn thấy có mấy chiếc máy cắt thấy không? Đây đang cắt lúa đó. Mình ngồi đây nghỉ mệt xíu các bạn ơi. Ngồi trong nhà nha. Có này có hai chồng anh. Ông anh ông ở mà ông đi rồi. Ông đi mua đi chợ mua đồ ăn nè. Đây. Hồi chào các bạn nha. Các bạn nào thấy hai chồng anh này nghèo quá, để lại cho ủng hộ cho một like, một lượt đăng ký nha. Với cái mạnh thường quân nào muốn ủng hộ hai chồng anh này thì nhắn tin vào đó để cho mình biết nha. Mình gửi số điện thoại cho mọi người điện hai chồng anh đó hỏi nha. Rồi xin chào các bạn nha.